Xin chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngạo thân mến. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh. Một lời chúc một Trung Thu vui vẻ. Bạn nào chưa lớn thì có một Tết Trung Thu phá cỗ thật sự là rình rang. Còn bạn nào lớn rồi thì có một Tết đoàn viên vui vẻ và được gần gũi với người thân của mình. Chúc các bạn hết sức vui vẻ và hết sức vui vẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngạo thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 81 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Đặc biệt các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 81 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ trong Lạc Vương Thành, thấp nhất có 100.000 nhân khẩu, mấy ngàn vũ sĩ, không biết bao nhiêu gia súc châu bò bị Khổng Chiêu Yêu Thánh một ngụm nuốt vào. Đầu khổng thức này cái bụng giống như không có đáy vậy, nuốt vào nhiều người lẫn vật như vậy vẫn không hề no, há mồm hướng tới đám người Hiên Viên Quang và Diệp Húc nuốt tới. Hắn hút một cái, không gian giống như đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, truyền tới lực hấp dẫn cực điểm. Diệp Húc thậm chí cảm thấy mô thai chân nguyên của bản thân cũng hơi dục dịch. Tống Cao Đức đầu tiên là không chống đỡ được, không tự chủ mà bị hút lên trên không, hướng vào trong miệng của hắn. Diệp Húc bắt được cổ tay của Tống Cao Đức, kéo hắn giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên trên trời, chỉ thấy Khổng Chiêu Yêu Thánh lúc này đã hóa thành nguyên hình, chính là một đầu khổng tước nhiều màu, sắc mỹ lệ vô cùng. Vũ mao mềm mại, dường như sặc sỡ và xa hoa. Quanh thân của hắn, yêu khí tràn ngập, khí thế dường như có thể dẹp ngang Thiên Yêu Cung kiểu đầu giao thánh. Hắn một ngụm nuốt vào, thậm chí ngay cả người của Thánh Vũ Hiên ở trong Lạc Vương Thành cũng không thể kiên trì được, đều bị hút lên trên trời cao, hướng tới trong miệng của hắn. Trong ngắn ngủi giây lát, đám cường giả trẻ tuổi như Yến Trắc Nhiên đều chết cả, dân chúng và gia súc trong thành cũng chết sạch. Mấy ngàn vũ sĩ không có một ai có thể trốn thoát được. Lúc này Lạc Vương Thành giống như một tòa tử thành, chỉ còn lại có mấy người có thể kiên trì được. Khổng Chiêu Yêu Thánh cười ha hả, thúc giục yêu nguyên dẫn lực ngày càng mạnh hơn. Chỉ thấy mấy thiếu nữ xinh xắn phía sau lưng Tần Khả Khanh cũng không kiên trì được nữa, vì hắn nuốt bay lên trên, mắt thấy sắp bay vào trong bụng của hắn rồi. Giết sạch các ngươi, sau đó lại đưa lên đầu Diệp Thiếu Bảo, thế gian không có người biết ta làm. Khổng Chiêu Yêu Thánh dáng vẻ khí thế độc ác kinh thiên, cất tiếng cười to. Thiên Đạo Tông, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Hỗn Nguyên Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông, Khổng Gia, Hiến Viên Gia, nhiều truyền nhân thánh địa chính đạo như vậy, lúc này bị ta hết thảy một lưới bắt gọn, lại đưa lên đầu Diệp Húc, đủ cho hắn phải đau đầu một trận rồi. Diệp Húc sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng. Dám đổ lên đầu của ta sao? Con chim này thật to gan. Nghiệt xúc muốn chết sao? Tiểu tạp mao của Nguyên Thủy Yêu Tông cũng dám tới sản nghiệp của Nguyên Thủy Thánh Tông ta dương ngoài sao? Chính vào lúc này, chỉ nghe thấy bên trong Thính Vũ Hiên chuyển tới tiếng quát lớn, chỉ thấy một lão nhân phóng lên cao. Vị lão nhân này chính là đại vua Tam Thần Cảnh của Nguyên Thủy Thánh Tông, thực lực cực kỳ hùng mạnh, có thể dẹp ngang Ngụy Hiên. Bàn tay to của hắn vừa mới mở ra, liền ôm lấy vài tên thiếu nữ của Nguyên Thủy Thánh Tông. Lập tức nguyên thần phóng lên trên đỉnh đầu, cũng là một đầu nhân thân cánh chim đầu sói, một trích dị chủng yêu thú thời thượng cổ. Nó tức giận rít gào, hướng tới Khổng Chiêu Yêu Thánh mà đánh tới. Khí thế của nó bá đạo tuyệt luân, một kích long trời lở đất, chỉ nghe thấy rầm rầm một tiếng, phòng ốc bên trong Lạc Vương Thành sập hết. Thậm chí một chút bụi cũng không thể bay lên, hết thảy bị khí thế của hắn ép cho chìm xuống mặt đất. Toàn bộ Lạc Vương Thành chỉ còn lại Thính Vũ Hiên của Nguyên Thủy Thánh Tông là bình yên vô sự, cũng là bị nguyên thần của hắn bám vào cho nên không bị dư ba lan tới.
Nguyên Thiệu Sư Thúc ra tay rồi. Tần Khả Khanh mặt vui vẻ, vội vàng tiếp đón mấy thiếu nữ kia, hướng tới đám người Hiên Viên Quang và Diệp Húc cười nói: Hiên Viên công tử, Tống huynh, các người cũng không cần phải sợ hãi. Nguyên Thiệu Sư Thúc ta là đại vua tam thần cảnh nguyên thần kỳ, bắt giữ Khổng Chiêu Yêu Thánh không nói chơi đâu. Một thiếu nữ Nguyên Thủy Thánh Tông mặt mày tái nhợt, vẫn chưa hoàn hồn, giận dữ mà nói: Hóa ra hắn chính là Khổng Chiêu Yêu Thánh, cái đầu nghiệt xúc này. Nguyên Thiệu Sư Thúc à, không nên đánh chết hắn, ta muốn dùng ra hắn để làm xiêm y. Khổng Chiêu Yêu Thánh là thất đệ tử của Yêu Hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông, ta còn tưởng hắn là Diệp Húc Diệp Lão mà, không ngờ lại là hắn ta. Nguyên Thiệu, lão bất tử nhà ngươi còn không phải là đối thủ của ta đâu. Ta là Khổng Tước Vạn Điểu Chi Vương, nguyên thần Khiếu Thiên Dực Lang của ngươi, tuy rằng là dị chủng thượng cổ, nhưng so với ta còn kém cách xa vạn dặm. Xem ta lấy tu vi Dương Thần Kỳ chảm giết nguyên thần của ngươi đấy. Khổng Chiêu Yêu Thánh đứng trước cường giả thế hệ trước của Nguyên Thủy Thánh Tông không chút sợ hãi. Phía sau hắn nổi lên năm đạo hào quang phóng lên cao, lồng lộng như núi, hướng tới nguyên thần của Nguyên Thiệu mà đánh. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang, rầm rầm rầm, diệt tuyệt thần quang hạ xuống bao phủ lấy nguyên thần của Nguyên Thiệu. Chỉ nghe bên trong thần quang chuyển tới từng tiếng hí lên đau đớn của Khiếu Thiên Dực Lang. Hiển nhiên nguyên thần Nguyên Thiệu bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang của Khổng Chiêu Yêu Thánh đánh cho bị thương nặng. Tần sư điệt, chạy mau! Nguyên Thiệu sắc mặt kịch biến, đột nhiên giơ tay chạm một cái, đem đám người Tần Khả Khanh, Hiên Viên Quang hết thảy nắm lấy, ném thẳng ra ngoài thành. Gương mặt của hắn dữ tợn, nhìn đầu Khổng Tước lạnh lùng mà nói: Tiểu bối, ta muốn ngươi phải chết kìa! Một kiện bảo ấn từ trên đỉnh đầu của hắn lao ra, phóng lên cao. Đây chính là Thuần Dương Chi Bảo, là vu bảo do hắn cực cực khổ khổ mới tế luyện được. Nó vừa mới xuất hiện đã tản mát ra uy năng mênh mông. Đột nhiên chỉ thấy trên không trung một đôi móng vuốt hạ xuống, trong đó một cái móng bắt lấy bảo ấn, một móng vuốt khác hạ thẳng xuống đầu của Nguyên Thiệu, dùng sức nắn một cái. Chỉ nghe thấy pang một tiếng, đại vua tam thần cảnh nguyên thần kỳ này bị một bộ móng vuốt bóp chặt lấy đầu, đột tử tại chỗ. Yêu tộc ta lực lớn vô cùng, sức mạnh to lớn vô cùng, hơn nữa hấp thu nhiều cao thủ như vậy, luận tu vi của ta sớm đã đạt tới hóa thần kỳ đỉnh cao rồi. Chỉ so với ngươi kém một chút mà thôi, một chút mà thôi. Ngươi ở trước mặt của ta chính là một tên cặn bã, xứng đáng nhận lấy cái chết kìa. Sau khi chết, ngay cả nguyên thần cũng bị ta luyện hóa, biến thành tu vi của ta. Khổng Chiêu Yêu Thánh cười ha ha, ánh mắt hướng tới đám người Diệp Húc mà quét tới. Hai cánh vừa thu lại, hóa thành bộ dạng khổng thú du, giống như một thư sinh tuấn tú, theo sau bọn họ, cười ha ha nói: Chư vị, hôm nay các ngươi đều không xong. Nếu chuyện phát sinh hôm nay bị các ngươi lan tràn ra ngoài, ta chẳng phải bị các thế gia thánh địa chính đạo đuổi giết hay sao? Cho nên các ngươi ngày hôm nay hết thảy là phải chết kìa. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ vài cái hô hấp lập tức đuổi theo tới sau lưng đám người Hiên Viên Quang và Diệp Húc. Hắn lấy tay chụp về phía trước, chỉ thấy móng vuốt sắc bén hiện lên, thẳng nắm lấy cổ tay của một thiếu nữ, cấp tốc lùi lại. Khổng Chiêu Yêu Thánh một ngụm nuốt thiếu nữ Nguyên Thủy Thánh Tông vào trong bụng, cười khanh khách nói: Giết sạch các ngươi rồi, ta sẽ đem đổ hết lên đầu của Hoàng Tuyển Ma Tông Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo, liền không ai biết ta là ta làm. Diệp Thiếu Bảo, tội ác rõ ràng, tội ác tày trời, phải đối mặt với các thế gia và thánh địa đuổi giết, mà ta lại tiêu dao tự tại. Chư vị, các ngươi nói Diệp Thiếu Bảo so với ta thì như thế nào? Hắn đắc ý rào rạt, lại chụp tới một đệ tử Nguyên Thủy Thánh Tông một ngụm nuốt vào, cười nói: Cơ gia Cơ Vô Bệnh, Hiên Viên gia Hiên Viên Quang, Khổng gia Khổng Thú Du, Tiểu Quang Minh Thánh Địa Lăng Thiếu Phong, La Thanh Thiên Đạo Tông Nguyên Thiệu, Yến Trắc Nhiên và bốn nữ đệ tử Hỗn Nguyên Tông Hoàng Khai Phục, còn có Tần Tiên Tử. Bút tích này có đủ lớn hay không đây? Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo thành danh tất đại chấn, ha 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 ha. Còn mẹ ngươi! Diệp Húc sắc mặt xanh mét, chỉ thấy móng vuốt sắc bén của Khổng Chiêu Yêu Thánh hướng tới Tống Cao Đức mà chụp. Hắn xoay người đánh một quyền va chạm thẳng tới viêu chảo, chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm vang lên cực kỳ mãnh liệt. Khổng Chiêu Yêu Thánh và Diệp Húc nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn. Chảo của Khổng Chiêu Yêu Thánh bị chặt đứt hai cái, mà mu bàn tay của Diệp Húc cũng nhiều hơn năm đạo chảo ấn sâu thấy tận xương. Hóa ra còn có một cao thủ. Khổng Chiêu Yêu Thánh nhịn cơn đau nhức xuống, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Yêu tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, hắn thân là thất đệ tử của Yêu Hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông, thân thể lại càng mạnh, một bộ móng vuốt liền có thể chụp nát đầu Nguyên Thiệu. Không ngờ
nắm tay của Diệp Húc cũng cứng rắn không kém, thậm chí một quyền còn đánh nát hai ngón tay của hắn. Tuy rằng cũng bị thương thế, thế nhưng không nặng. Khổng Chi Yêu Thánh quát lớn: Hiên Viên huynh, lão mộc này của ngươi so với ta còn muốn kiêu ngạo bá đạo hơn kìa. Ta đã sớm muốn giết rồi. Ngay cả Nguyên Thiệu cũng chết trong tay ta, bị một chảo vỡ đầu, dễ dàng chấn áp nguyên thần của hắn. Ngươi so với hắn như thế nào đây? Diệp Húc không hề chạy trốn, xoay người đứng một bên nói: Hiên Viên huynh, Tần tiên tử, Diệp Tần huynh, các ngươi đi trước đi, ta tới chắn điều nhân này. Tống huynh, để ta tới giúp ngươi. Hiên Viên Quang cảm động vạn phần, cũng đứng lại, sóng vai cùng đứng với hắn, hào khí vạn trượng cười nói: Ta làm sao có thể để ngươi mạo hiểm một mình được? Chúng ta cùng sóng vai mà chiến, giết chết điều nhân này. Hắn cười to nói: Cha ta nói cho ta biết, tận lực không tranh chấp với người, nếu tranh chấp liền đánh chết đối phương. Điều nhân này độc ác vô cùng, ta sớm muốn giết hắn rồi. Diệp Húc bất đắc dĩ nhỏ giọng mà nói: Hiền Viên huynh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi yên tâm, khi ta đi ra ngoài, cha ta đã giao cho ta một kiện nguyên thần chi bảo hộ thân rồi. Hiên Viên Quang hào tình ngút trời, cười to mà nói: Hai huynh đệ chúng ta hợp lực chiến đấu ma đầu này. Diệp Húc càng thêm bất đắc dĩ. Tống Cao Đức lại biết hắn vì sao không muốn đám người Hiên Viên Quang ngây ngốc ở trong này. Đơn giản là lo lắng thân phận bị bại lộ, hơn nữa đồng thời lo lắng có đám người Hiên Viên Quang ở bên cạnh, khiến hắn bó chân bó tay, không thể toàn lực thi triển thủ đoạn. Diệp Húc nếu như xuất ra thân phận thật, ai biết những người này có thể cùng Khổng Chiêu Yêu Thánh vây công hắn không đây? Tống huynh, Tần Khả Khanh cũng lộ ra vẻ cảm kích, dường như đang do dự ở lại hay không, kề vai chiến đấu với Diệp Húc. Tống Cao Đức vội vàng nói: Tần tiên tử, chúng ta đi mau, miễn cho liên lụy tới bọn họ. Tần Khả Khanh chần chừ một chút, ánh mắt rưng rưng, dịu dàng mà nói: Tống huynh, Hiên Viên huynh, hai vị bảo trọng, đại ân như thế này Khả Khanh không thể báo được. Hai người nhanh chóng rời xa. Khổng Chiêu Yêu Thánh cười lạnh mà nói: Ta ngược lại xem các ngươi đi được bao xa. Lấy tốc độ của ta, cho dù các ngươi bay ra ngàn dặm, cũng có thể sau khi giết chết bọn họ, dễ dàng đuổi theo các ngươi kìa. Hiên Viên Quang cười lạnh mà nói: Họ Khổng kia, hãy bớt sảng ngôn đi. Chúng ta ở đây, cho dù có phải chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng kìa. Hắn đã có ý muốn chịu chết, nhỏ giọng mà nói: Tống huynh, ta dùng nguyên thần chi bảo của cha ta trấn trụ hắn. Ngươi nhân cơ hội rời đi, dù sao ta cũng nợ ngươi một mạng. Hắn cười ha hả, khẳng khái mỉa ca, dài tiếng mà quát: Hiên Viên Quang, ta đời này có thể kết bạn với bạn tốt như ngươi, chết cũng không tức gì cả. Rầm rầm, đột nhiên hắn thấy bên người truyền tới những thanh âm mênh mang kịch liệt, quanh thân giống như lâm vào trong lò lửa vậy. Chỉ thấy ở phía sau Diệp Húc, một vòng tròn liệt dương dài mấy trăm mét đang dâng lên, tổng cộng có tất cả 12 vòng mặt trời, 12 nguyên thai chiếu sáng khắp thiên địa. Tống huynh, ngươi... Hiên Viên Quang ngẩn ngơ nhìn xem mà nghẹn họng chân chối. Hắn chỉ thấy trên đầu vai của Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang trắng như tuyết. Bên trong hào quang, một cái đầu lớn màu trắng xuất hiện, có mi có mắt, không có ngũ quan nào khác. Cái đầu lớn này hai mắt nhắm nghiền, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Khổng Chiêu Yêu Thánh nhìn thấy tình hình này, sắc mặt khẽ biến, lạnh giọng mà nói: Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải tính toán đổ hết tội ác lên đầu ta hay sao? Thế nào, còn hỏi ta là ai sao? Diệp Húc mỉm cười nói, có vẻ vô hại vô cùng. Hắn tức cười rất rạng rỡ dưới ánh mặt trời, tuy nhiên dừng ở trong mắt của Hiên Vân Quang và Khổng Chiêu Yêu Thánh lại trở nên cực kỳ tà ác, khiến hai người dùng mình vài cái, cảm giác cuộc sống có một cỗ khí lạnh dâng lên. Hiên Viên Quang sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ phấn khích, lắp ba lắp bắp nói: Tống lão huynh, ngươi chính là Diệp. Không sai, ta chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Diệp Húc thản nhiên nói: Hiên Viên huynh, hay là do ta là Diệp lão ma, không phải là bạn tốt của ngươi sao? Ngược lại không phải, Hiên Viên Quang ta không phải là loại người này. Hiên Viên Quang sắc mặt giống như gan lợn, đột nhiên thở dài một cái, vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm nói: Lần này nguy rồi, bốn giới luật cha ta đã dặn đi dặn lại trước khi ta ra ngoài, ta đều phạm phải. Hắn ủ rũ thở dài liên tục thầm nghĩ: Tứ giới của cha ta dặn dò là: thứ nhất phải nói năng cẩn thận, thứ hai phải tận lực khiêm tốn, thứ ba không trở mặt với người khác, thứ tư không kết giao với ác nhân. Ta đi ra ngoài hơn nửa tháng, một điều cũng không phạm phải. Hiện giờ ngắn ngủi vài canh giờ, bốn điều đều phạm phải. Cha ta nếu như biết được khuôn mặt khô khan của người, không biết sẽ vặn vẹo thành bộ dạng gì đây.
Người chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo ư? Phía sau của Khổng Chiêu Yêu Thánh đột nhiên hiện ra năm đạo diệt tuyệt thần quang, giống như một quầng sáng lồng lộng thay đổi, dường như biến thành một cái quạt lông tuyệt đại vô cùng. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh nhìn về phía Diệp Húc cười nói: "Ta từng nghe nói ngươi ở Hải Ngoại Tiên Các ỷ vào một kiện bảo vật được tạo thành bằng kim tinh khí, liên tiếp giết hai gã đại vua tam thần cảnh, bức lui hơn 10 danh cường giả tam thần cảnh. Giết hại như vậy cũng không có gì cả. Ta lại từng nghe nói ngươi ở trong Hoàng Tuyển Ma Tông dùng hai tay trần đánh chết Ngụy Hiên, uy danh nhất thời độc nhất vô nhị." "Khổng huynh, đó đều là hư danh mà thôi." Diệp Húc tươi cười vô cùng khiêm tốn: "Đích thực là hư danh, hôm nay vừa thấy ta mới biết được ngươi thực sự có tiếng mà không có miếng." Khổng Chiêu Yêu Thánh cười ha ha nói: "Ta nguyên tưởng rằng tu vi của ngươi cao bao nhiêu, không nghĩ tới chỉ là tam thai cảnh mô thai kỳ, chẳng qua là ỷ vào vũ bảo mạnh mẽ mà thôi. Ngươi đánh chết Ngụy Hiên nói vậy cũng không phải là dựa vào hai bàn tay trần mà là dùng vũ bảo sao?" Bang một tiếng, năm đạo diệt tuyệt thần quang phía sau hắn lập tức hướng tới Diệp Húc, chỉ thấy thiên địa như nghiêng đi, như đảo ngược lại vậy. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang của hắn so với nhị tỷ Khổng Tước của Phượng Yên Nhu thì lợi hại hơn rất nhiều. Còn muốn cô đọng hơn, hoàn toàn có thể dẹp ngang diệt tuyệt ngũ hành đại trận cấm chế bên trong cổ Côn Luân Thánh Địa rồi. Người đánh chết Ngụy Hiên bản thân cũng bị thương nặng, mà ta giết Nguyên Thiếu là không cần tốn nhiều hơi sức như vậy. Kim tinh khí của ngươi còn có thể chống cự được ngũ hành diệt tuyệt thần quang của ta hay sao? Năm đạo quần sáng ở vào một tiếng bao phủ lấy Diệp Húc và Hiên Viên Quang. Đây là thiên phú của Khổng Tước nhất tộc. Khổng Tước lấy đuôi cánh luyện thành thần quang, phân biệt chất chứa ngũ hành lực. Mỗi một sợi là một đạo ngũ hành kiếm quang, ngũ hành hợp nhất diệt sạch hết thảy. Mỗi một đạo sáng này đều nặng nề vô cùng, đối với nguyên thần và thân thể đều có lực sát thương. Bằng không lấy thực lực của Nguyên Thiệu mà nói, cũng không vừa lên là đã bị Khổng Chiêu Yêu Thánh chấn áp nguyên thần, một chiêu đánh chết như vậy. Diệp Húc trước mắt lập tức một mảnh mờ mịt, ngẫu nhiên hiện lên từng đạo màu sắc rực rỡ. Hắn cùng với Hiên Liên Quang gần như trong nháy mắt bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang chấn áp. Từng đạo ngũ hành kiếm quang đâm phá quanh thân, lập tức khiến cho hai người bị thương toàn thân. Cho dù thân thể dũng mãnh như Diệp Húc cũng không thể ngăn cản được loại thần quang này. Hiên Viên Quang quát lớn một tiếng, tính toán tới khởi nguyên thần chi bảo của mình liều chết với đối phương. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, nguyên thần chi bảo uy năng tuy dũng mãnh, nhưng hắn cũng không đủ lực phát huy ra hoàn toàn được. Hơn nữa, mặc dù có hoàn toàn phát huy ra uy năng của nguyên thần chi bảo, cũng không chắc có thể chống lại được ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Khổng Chiêu Yêu Thánh tích lũy vô cùng hùng hậu, hơn nữa lại là cường giả Nguyên Thủy Yêu Tông, thực lực của hắn khủng bố, nắm ngũ hành diệt tuyệt thần quang, thậm chí ngay cả đại vu nguyên thần kỳ tam thần cảnh cũng không chịu nổi một kích, chỉ dựa vào nguyên thần chi bảo rất khó là đối thủ của hắn. "Cái gì mà ngũ hành diệt tuyệt thần quang chứ, hết thảy phá cho ta!" Đột nhiên bên trong hỗn độn mờ mịt, hai đạo quang mang trắng như tuyết bốc lên cao, cắt một tiếng cắt quang ngoạn thần quang, giống như phá vỡ hỗn độn lại thấy ánh sáng. Diệp Húc ra tay hung hãn, thần sắc thứ nhất mở hai mắt, hai đạo bạch quang huy hoàng như trụ mở ra ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Lại vào lúc này, chỉ thấy bóng mở che thiên, đôi cánh của một trích Khổng Tước che trời phủ đất di động bên trong thần quang, lệ khiếu liên tục hướng tới hắn mà chụp đi, rõ ràng nhằm tới đỉnh đầu của Diệp Húc. "Diệp Thiếu Bảo, chết đi cho ta!" Khổng Chiêu Yêu Thánh hét lớn, móng vuốt giống như những thanh kim loại sắc bén đỏ rực vậy. Hắn là yêu tộc, thân thể tiên thiên mạnh mẽ vô cùng, một chảo nên có thể xé rách thần dương chi bảo, bóp nát đầu đại vu. Hắn mai phục bên trong ngũ hành diệt tuyệt thần quang, đánh chủ ý đánh lén người khác, nhân cơ hội đánh chết Diệp Húc và Hiên Vân Quang. Nhưng hắn không ngờ được Diệp Húc ra tay cực nhanh, một chiêu phá vỡ ngũ hành diệt tuyệt thần quang, bởi vậy mới liều lĩnh trước tiên ra tay. Tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản không cho Diệp Húc cơ hội phản ứng. Với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất là Diệp Húc, Hiên Viên Quang bị hắn trực tiếp bỏ qua. Răng rắc một tiếng, một chảo của hắn bắt lấy đầu Diệp Húc, một móng vuốt khác bắt lấy thân thể Diệp Húc, quanh thân phát lực dùng sức mà niết mạnh. Huyệt thái dương hai bên đầu Diệp Húc bị hai cái móng vuốt sắc bén đâm vào, hướng tới đại não và chui vào trong. Còn mấy cái móng vuốt đâm phá thân thể của hắn, hướng tới trái tim mà đâm tới, cho dù thân thể hắn mạnh tới đâu cũng không thể chống lại. Pang pang, xương sườn của hắn thậm chí bị Khổng Tước này niết đoạn hai cái. Vạn pháp vạn đính, vạn phá phá yêu thú. Hắn nâng tay đánh ra một quyền, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm không dứt. Chân nguyên của hắn hóa thành vô số thượng cổ yêu thú. Những thượng cổ yêu thú này tạo thành vô số kiều đỉnh thật nhỏ,
kiều đỉnh xung đáng lẫn nhau, tạo thành một bàn tay cực lớn. Bàn tay này so với thân hình của Khổng Chiêu Yêu Thánh còn muốn lớn hơn, cả vật thể vàng óng ánh. Bàn tay to màu vàng túm lấy Khổng Chiêu Yêu Thánh ở trong tay, dùng sức níu một cái, chỉ nghe thấy những tiếng pang pang không ngừng. Khổng Chiêu Yêu Thánh xương cốt bị hắn bóp nát không biết bao nhiêu cái. Cùng lúc đó, hai cột sáng màu trắng hô lên một tiếng cắt tới, phá vỡ ngũ hành diệt tuyệt thần quang, hướng tới Khổng Chiêu Yêu Thánh mà chém xuống. Diệp lão ma quả nhiên danh bất hư truyền. Khổng Chiêu Yêu Thánh hai cánh rung lên, đánh nát vạn pháp phá yêu thủ, chấn dựng hai cánh, rít gào bay ra xa xa, thanh âm từ xa truyền tới. Tuy nhiên ta cũng không kém, đại bộ phận thực lực của ta đều đang chấn áp nguyên thần nguyên thiệu. Hôm nay tạm thời tha cho các ngươi một lần, ngày khác chờ ta luyện hóa nguyên thần nguyên thiệu hoàn toàn, lại tới lấy tính mạng của ngươi. Tốc độ của hắn cực nhanh, dương cánh một cái là hơn 10 dặm, hoàn toàn dẹp ngang tốc độ của Diệp Húc khi ngồi trên cột buồm. Không hổ là yêu thánh trong yêu tộc. Còn muốn chạy sao? Thần sắc thứ nhất trên vai Diệp Húc giơ mày lên, hai mắt mở ra, hai đạo thần quang cắt ngang thiên địa mà đi. Trên không trung một đạo máu tươi chảy xuống, Khổng Chiêu Thánh kêu lên một tiếng đau đớn, chấn động đôi cánh không ngừng. Trong chớp mắt đã vượt qua phạm vi công kích của thần sắc thứ nhất, bão táp mà đi. Như vậy cũng không chết sao? Diệp Húc trong lòng cả kinh. Thần sắc thứ nhất trên đầu vai Diệp Húc chậm rãi khép hai mắt lại. Khổng Chiêu Thánh tốc độ quá nhanh, chấn cánh một cái bay hơn 10 dặm, cho dù là thần sát thứ nhất cũng không chỉ có thể đả thương được hắn một lần, không thể chém giết hắn được. Tuy nhiên một kích này của ta đã thương tới nguyên thần thân thể của hắn, cho dù không có chém giết được hắn, nhưng khiến cho bản thân hắn bị trọng thương, thấp nhất phải mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục trở lại được. Diệp Húc tâm tình nặng nề. Khổng Chiêu Thánh thực lực mạnh mẽ, trong những người trẻ tuổi tuyệt đối là nhân vật nổi danh, ngoại trừ nhân vật như Vinh Lâm thì người này có thực lực cao minh nhất. Hơn nữa người này mưu kế chất chồng, trong ngực bày đủ loại quỷ kế, một kích không trúng liền chạy sang ngàn dặm, chấn cánh mà bay đi, quả thực là một nhân vật rất khó chơi. Hắn phải chấn áp nguyên thần của Nguyên Thiệu, không hề dùng toàn lực, ta không phải cũng thế hay sao? Diệp Húc khẽ mỉm cười. Trong kiều đỉnh của hắn chấn áp nguyên thần Ngụy Hiên, Di La Thiên Địa Tháp là chấn áp nguyên thần thứ hai của Vệ Chăn, đồng dạng hắn cũng không thể xuất toàn lực được. Nếu hai người bọn họ toàn lực ứng phó, chẳng biết ai sẽ chết về tay ai. Hắn cùng với Khổng Chiêu Thánh giao thủ trong nháy mắt mà thôi, Hiên Viên Quang chỉ kịp chớp mắt một cái. Động tác của hai người cực kỳ mau lẹ, công kích lẫn nhau một lần, đồng thời bị thương. Tuy rằng chỉ giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng kinh tâm độc phách, bất kỳ người nào sơ suất một chút đều có thể mệnh tang tại chỗ. Nếu như Diệp Húc phản công hơi chậm, đã bị Khổng Chiêu Thánh bóp nát đầu, đâm phá trái tim. Nếu là Khổng Chiêu Thánh đi chậm một bước cũng sẽ bị chém giết tại chỗ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Hiên Viên Quang nhìn xem mà kinh tâm động phách, tự thẹn vô cùng. Khổng Chiêu Yêu Thánh và Tống Diệp Huynh đều thuộc về phi nhân loại rồi, mạnh mẽ thái quá. Các loại sát chiêu sát thủ ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ rồi, tùy tay sử dụng, rượu tới phát điên. Nếu ta là một trong hai người bọn họ, chỉ sợ cơ hội phản ứng cũng đều không có, phơi thây tại chỗ ngay lập tức kìa. Diệp Húc và Khổng Chiêu Yêu Thánh hai người giao đấu đúng là hiếm thấy, căn bản không có chậm chạp. Vừa tấn công là sử dụng toàn bộ thủ đoạn mạnh nhất của mình, bá đạo tới cực điểm, khiến cho Hiên Viên Quang vốn là đệ tử quý tộc nhìn xem mà hoa mắt chóng mặt. Nếu là hắn biết như vậy cũng không phải là toàn bộ thực lực của cả hai người, chỉ sợ lại càng giật mình. Hiên Viên huynh, Khổng Chiêu Thánh đã đi nhanh rồi, trong Lạc Vương Thành có không ít của cái, hắn chưa kịp thu hết kìa. Diệp Húc ánh mắt chớp động, áp chế thương thế lại, cười nói: hiện giờ những của cải này hết thảy đều là của chúng ta rồi. Hiên Viên Quang nhấp nháy mắt, nghi hoặc nói: Tống quên Diệp huynh, chúng ta thu hồi hết những bảo vật này lại sao? Không trả lại những môn phái của bọn họ hay sao? Thu những bảo vật này về là làm của mình, không phải là việc mà chính nhân quân tử gây nên sao? Hiên Viên huynh, ngươi xem ta giống như chính nhân quân tử hay sao? Diệp Húc bất đắc dĩ nói: Không giống. Hiên Viên Quang đi theo sau hắn trở lại thành Vũ Hiên Lạc Vương Thành, thành thật mà nói: tuy nhiên cha ta nói quân tử yêu tài, thủ chi hữu đạo. Ánh mắt của hắn đột nhiên thẳng ra, chỉ thấy bên trong thành Vũ Hiên bảo quang ngút trời, vô số vu bảo và tài liệu quý trọng khắp nơi đều có, chồng chất như núi. Hơn nữa không phải là một hai tòa đỉnh núi mà tới hơn 10 tòa. Không chỉ có như vậy, nơi này còn đủ loại thuần dương chi bảo ước chừng hơn 10 kiện. Mỗi một kiện thuần dương chi bảo đều có uy năng cực lớn,
lực lượng đều cực kỳ thuần túy. Hơn nữa trên mặt đất Thính Vũ Hiên còn lưu lại mấy ngàn cửa động, trong mỗi một cửa động đều có một loại linh mạch ngủ trong đó. Đại đa số linh mạch cũng không phải là bậc 1, bậc 2 mà là bậc 3, bậc 4 linh mạch, thậm chí còn có mấy cái linh mạch bậc 5. Một số lượng của cái như vậy, cho dù là xuất thân thế gia như Hiên Viên Quang, kiến thức rộng rãi cũng không khỏi khiếp sợ. Ừng ngực, hắn gian nan nuốt xuống nước miếng, yết hầu cô lỗ một cái, lẩm bẩm mà nói: "Tuy nhiên, ta cảm thấy cha ta nói cái gì cũng đều là tương đối thôi, không phải chuyện gì cũng phải nghe hết cả. Diệp huynh, người nói đúng không?" Lúc này, Hiên Viên Quang cảm thấy mình đang có xu thế tà ác hóa đi rồi. Diệp Húc và Hiên Viên Quang chạy quanh cướp đoạt hết thảy của cải trong thành một lần. Hiên Viên Quang dù sao cũng là người thành thật, mỗi lần đi thu một kiện bảo vật đều kinh tâm động phách, nhắc tới nhắc lui một câu xin lỗi, trong lòng cảm giác áy náy gia tăng. Diệp Húc cũng hiểu được, hắn ngượng ngùng thầm nghĩ: "Hiên Viên huynh, ngay cả hai phần bảo vật cũng không thu đi, 8 phần đều rơi vào trong tay của ta cả. Hắn dù sao cũng là chuẩn nhân của Hiên Viên gia, thiên đế thế gia, thánh địa chính đạo, so với ta phúc khổ hơn rất nhiều. Nếu hắn tiếp tục đi theo ta, chả biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa đây." Hắn trong lòng không khỏi có chút chờ mong, không biết người thành thật này đi theo hắn có thể biến thành một sự khác biệt ở trong Hiên Viên gia hay không đây. "Nơi này không nên ở lâu, khẳng định có vũ sĩ sẽ tới xem xét. Nếu như bọn họ phát hiện chúng ta lúc này, chỉ sợ là một hồi hiểu lầm rồi." Diệp Húc và Hiên Viên Quang bay nhanh rời khỏi Lạc Phương Thành, hướng theo phương hướng Tần Khả Khanh và Tống Công Đức hai người rời đi mà đuổi theo. Hiên Viên Quang nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy khắp người Diệp Húc tràn ngập kim quang, bao phủ toàn thân, làm cho người ta nhìn thấy không rõ mặt, thầm nghĩ: "Diệp huynh, đúng là cẩn thận. Tuy nhiên nơi này là cảnh nội của Đại Hán, khắp nơi đều là vũ sĩ chính đạo, ma danh của hắn hiển hách, náo tới thiên hạ đều nghe thấy tiếng. Không biết bao nhiêu người nghĩ muốn lấy mạng của hắn, đích xác là việc phải cẩn thận rồi. Nhưng nói đi phải nói lại, ta tuy rằng nghe nói Diệp huynh tội ác tày trời, nhưng thế nào cũng không thấy hắn làm qua chuyện gì xấu cả." Hiên Viên Quang một bậc dị thường, hắn lần đầu tiên rời khỏi Hiên Viên gia, lần gặp chuyện nghe nói Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo là lão ma đầu rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, tính toán đi tới di chỉ kinh đô cuối thời Thương. Trong nhất thời thiên hạ chấn động, không biết bao nhiêu cường giả toan tính xuất động, tính toán trên đường cướp đoạt giết lão ma đầu này. Dọc theo đường đi, Hiên Viên Quang nghe thấy không biết bao nhiêu tin tức tin đồn về Diệp Húc, miêu tả Diệp Húc trở thành một lão ma tội ác chồng chất, không việc ác nào không làm. Nhưng hắn ở chung với Diệp Húc trong khoảng thời gian ngắn, lại không phát hiện ra Diệp Húc làm chuyện xấu gì cả. "Diệp huynh, làm những chuyện này đều là xuất phát từ tình hình thực tế mà thôi. Chỉ có điều lúc ra tay hơi có chút cực đoan một chút. Hắn ra tay cứu ta 2 lần, đại nghĩa vô song. Thấy thế nào cũng không giống như một ma đầu vậy, mà giống như bạn tốt chi giao có thể giao phó sau lưng cho hắn vậy." Hiên Viên Quan trầm nghĩ: "Người khác thấy thế nào, người khác nói thế nào đều là dâu ria. Hắn là bằng hữu, ta định kết giao rồi. Ma đạo cũng không phải đều là người xấu cả, chính đạo cũng không phải là tất cả đều là người tốt. Khó trách ta nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Lời này quả nhiên không sai. Ta đi ra có mấy ngày mà kiến thức đã tăng nhiều rồi." Tốc độ của cả hai người cực nhanh, một đường bay đi, đột nhiên nghe thấy thanh âm vang lên: "Hiên Viên huynh, Tống huynh, chúng ta ở trong này." Âm thanh này từ trong một mảnh thâm sơn chuyển tới. Diệp Húc và Hiên Viên Quang liếc nhau, nhất tề rơi xuống. Chỉ thấy Tống Cao Đức và Tần Khả Khanh hai người tránh ở bên trong một thung lũng, bốn phía chim hót líu lo, cũng yên tĩnh tao nhã vô cùng. Cách đó không xa có một đầm nước, vách núi có một thác nước, tiếng động rầm rầm rơi vào trong đầm nước trông cực kỳ đẹp mắt. "Khổng Chiêu, không có đuổi theo đấy chứ?" Tống Công Đức đánh giá khắp nơi, có chút khẩn trương nói. Hiên Viên Quang lúc này đã đem chuyện ác đấu ở bên ngoài Lạc Vương Thành kể lại một lần. Tuy nhiên, hắn che giấu thân phận thực sự của Diệp Húc, cũng không nói Diệp Húc tế khởi thần sát thứ nhất, mắt bắn ra thần quang. Chỉ nói Diệp Húc và Khổng Chuyên ác chiến một hồi, liều chết đánh lui được hắn, đồng thời xương sườn cũng bị chặt đứt mấy cái, đầu gần như bị Khổng Chuyên bóp nát. Tần Khả Khanh đôi mắt đẹp trở nên phức tạp, kinh ngạc nhìn Diệp Húc. Nghe thấy lời của Hiên Viên Quang nói, nàng có thể tưởng tượng ra chiến đấu lúc đó thảm thiết như thế nào, hung hiểm như thế nào, có thể nói là sinh tử một đường. "Tống tiền bối, Khả Khanh và tiền bối vốn chưa gặp mặt, lại được tiền bối cứu hộ, Khả Khanh không biết phải báo đáp như thế nào, thậm chí ngay cả tính danh, thân phận thực sự Khả Khanh cũng không biết." Nàng sắc mặt đau khổ, thở dài nói. Diệp Húc khiêm tốn nói: "À, chỉ là việc nhỏ, cần gì phải nói tới đây. Tần tiên tử không cần phải để trong lòng."
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, hôm nay thì là Trung Thu, thì chắc bạn các bạn cũng nghe thấy Khánh Duy thu âm, nhưng mà bên ngoài đường với bên trong nhà thì tiếng nhạc, tiếng trống vẫn là Mỹ. Thì Khánh Duy không biết nói thế nào cả. Đáng nhẽ muốn đọc thêm một chút nữa, nó chỉ là 15 phút nữa thôi, đọc thêm cho các bạn, thế nhưng mà đọc thì sợ thu âm nó hỏng có chuyện ấy. Khánh Duy thì ban ngày mới đi làm, thì buổi tối về tranh thủ đi đọc thôi chứ không được như ngày trước nữa. Thì các bạn cũng biết là giờ lấy vợ về rồi thì cũng không thể chăm vào YouTube được nữa, và phải đi làm. Tối về tranh thủ đọc, mà hôm nay là Trung Thu, mình cũng tối cũng tranh thủ một chút, tranh thủ về đọc. Thế nhưng mà nhạc nhũ nhão đã mỹ quá, không làm sao được, thì các bạn thông cảm. Khánh Duy không đọc dài được, thì mong các bạn thông cảm. Câu chuyện của chúng ta tạm thời dừng tại đây, hẹn các bạn khi khác. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.